Hello, xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của anh Minh Trích nhé. Hôm nay anh xin giới thiệu đến các bạn bộ đồ chơi đội chó cứu hộ. Đấy, trong hộp này đội chơi đội chó cứu hộ này. Thì anh sẽ cùng bóc ra cho các bạn xem là bên trong cũng như thế nào nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nắp nha, nắp đồ chơi nha. Đấy, pin nè. Đây là chỗ nắp pin. Sử dụng hai quả pin. Ok. Đây, thanh thứ hai chúng ta sẽ lắp vào đây. Ok, chúng ta đã hoàn thành được cái cầu trượt. Mình còn mong người đứng đây nha. Mình cho đội chốt cứu hộ. Đấy, đây là những chút chốt cứu hộ này. Có 3 chút chốt cứu hộ nha. What's the matter with you? Oh, baby! Come on! Oh, pretty please! Một chú là vàng. Ring a ding ding. Một chú là màu trắng này. Thank you very much. Nát cờ. Green. Chị đây nhỉ? Vâng. Đây. Đây là đường đua đội chó cứu hộ. Sau khi đã lắp ráp xong. Đấy. Sau khi đã hoàn thành. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó hoạt động nha. Hi there. Gotcha.
red. And away we go! Oh, baby! Hey, baby.